Rajester tạo hình là một con chuồn chuồn với tông màu đen, bạc và xanh dương. Nhìn nó giống với một cặp ống nhòm ở phần trước. Tạo hình của Rajester cực kỳ to lớn, đúng với vai trò của nó là phần thân cũng như đầu của một khẩu súng. Rajester đã chọn Daisuke Kazama, một thợ trang điểm bôn ba khắp nơi, đó cũng là lý do mà nó chọn anh. Rajester sẽ chọn những kẻ phiêu lưu khắp mọi nơi để trở thành chủ nhân của mình. Để chuyển hóa thành Kamen Rider, anh ta cần một bộ phận mang tên Ray Grip, tay nắm của khẩu súng. Để chuyển hóa, chúng ta cần một kết hợp phần tay nắm này vào đuôi của Ray Zester. Anh ta sẽ chuyển hóa thành hình dạng của Commodore Ray. Đây cũng chính là khẩu súng và vũ khí chính của anh ta ở cả hai hình dạng Rider Form lẫn Market Form. Hình ảnh lúc này khi kết hợp giữa cả hai giống như hình ảnh chuồn chuồn đang đậu trong một cành cây khô trên mặt nước. Điều đặc biệt nhất của đôi chuồn chuồn có lẽ đến từ đôi cánh khổng lồ của nó, nhưng nó lại sẽ sử dụng trong đòn Final Attack. Còn lúc Cast Up, anh ấy chỉ đơn giản kéo đuôi Ray Zester để chuyển hóa Cast Up. Đòn tất sát, chiếc cánh của Ray Zester kết hợp với nhau và gặp nghiêng một góc 90 độ tạo thành một chiếc ống nhắm, giúp đòn tấn công Rider Swoosting chuẩn xác cũng như tăng độ hiệu quả khi kết hợp với phần ống nhắm này.